Trước sức ép từ Mỹ và đồng minh, Trung Quốc tung ra bộ luật mới như một lời thách thức không ngần ngại đối đầu. Trong khi đó, trên mọi trận địa, Mỹ đang củng cố sức mạnh răn đe, chế tạo vũ khí laser mạnh nhất thế giới, tập trận bắn đạn thật trên Biển Đông và hợp lực cùng đồng minh ứng phó trước mối đe dọa. Nhưng Washington cần chú ý điều gì khi thương thảo với các nhà lãnh đạo EU? Tất cả sẽ có trong điểm tin quốc tế trên kênh FBNC. Ngọc Nhi xin được chào mừng quý vị đã quay trở lại với điểm tin quốc tế trên kênh FBNC. Thưa quý vị, sau khi Trung Quốc tung ra bộ luật mới như là một tín hiệu nóng gửi đến Mỹ và đồng minh, thì Washington có những động thái gì? Hãy cùng với Ngọc Nhi tìm hiểu câu trả lời trong điểm tin của FBNC ngày hôm nay nhé. Trước các tín hiệu nóng từ Bắc Kinh, Mỹ tiếp tục củng cố sức mạnh quân sự cũng như thuyết phục các đồng minh hợp lực đối phó Trung Quốc. Tờ American Military News mới đây đưa tin quân đội Mỹ đang chế tạo vũ khí laser mạnh nhất thế giới, có khả năng làm bốc hơi mục tiêu và làm gián đoạn tín hiệu công nghệ của kẻ thù. Theo New Scientist, loại vũ khí này mạnh hơn 1 triệu lần so với bất kỳ loại laser nào khác được phát triển trước đây. Theo đó, hệ thống laser mới này có tên gọi là laser sung siêu ngắn chiến thuật, sẽ phát ra các súng ngắn dựa trên năng lượng thấp, không giống như các loại laser hiện tại thường tạo ra sóng liên tục. Trang SBIA trích dẫn phần giải thích ngắn gọn về hệ thống laser rằng quân đội Mỹ đang chuẩn bị chiến binh nặng ký cho đấu trường trong tương lai khi các mối đe dọa và thách thức trỗi dậy ngày một mạnh mẽ hơn. Trong khi đó, ở một khu vực khác, hôm nay, Hải quân Mỹ và Úc đã kết thúc đợt diễn tập hiệp đồng trên Biển Đông giữa tàu khu trục USS Curtis Wilmer và hộ vệ hạm SMAS Ballarat. Được biết, đợt diễn tập bắt đầu với nội dung phối hợp di chuyển và tiếp liệu trên biển với tàu hậu cần USNS Bighorn. Sau đó, USS Curtis Wilmer và SMAS Ballarat trao đổi trực thăng, diễn tập bắn đạn thật và tiến hành những nội dung huấn luyện hàng hải khác. Cũng trong hôm nay, Tổng thống Biden sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh G7 ở Anh, một sự kiện mở đầu cho chuỗi các buổi gặp gỡ với các nhà lãnh đạo quan trọng của thế giới. Một số nguồn tin từ các cuộc đàm phán trước hội nghị thượng đỉnh cho biết, Tổng thống Biden hy vọng sẽ thiết lập được liên minh gồm các quốc gia cùng chung chí hướng để chỉ trích Trung Quốc về một loạt vấn đề liên quan đến Hồng Kông, người Duy Ngô Nhĩ, các hoạt động gây hấn về quân sự ở Biển Đông và Biển Hoa Đông, và việc sử dụng lực lượng cưỡng ép kinh tế để đáp trả sự chỉ trích. Tuy nhiên, ông chủ Nhà Trắng sẽ phải hành động thận trọng để tránh bị các đồng minh xa lánh, bao gồm cả Thủ tướng Đức Angela Merkel. Bởi theo giới phân tích, các đồng minh này có thái độ cảnh giác với những luận điệu kiểu chiến tranh lạnh nhằm vào Trung Quốc. Một quan chức châu Âu cho biết, một số nước EU không thích thuật ngữ đối thủ mà Washington thường dùng khi đề cập Bắc Kinh. Theo Noah Barkin, chuyên gia của tổ chức nghiên cứu Podium Group cho rằng, dù Mỹ và EU có nhiều mối quan ngại chung về Trung Quốc, nhưng họ có quan điểm khác nhau về cách ứng phó. Ông nói, châu Âu có những lợi ích riêng, do vậy, Mỹ và châu Âu nhiều khả năng sẽ không có sự hợp tác liền mạch trong vấn đề Trung Quốc. Thưa quý vị, còn bây giờ, từ khóa với hơn 500.000 lượt tìm kiếm là In the Heights, một bộ phim Mỹ với tựa Việt là Giấc mơ New York. Vượt qua nhiều ngôi sao Hollywood như Người sói Hugh Jackman hay là diễn viên Fast and Furious Wayne Johnson đều hết lời khen ngợi và bày tỏ sự hâm mộ của mình với bộ phim In the Heights. Trong khi Người sói mới viết về bộ phim trên Twitter rằng, mỗi diễn viên, âm nhạc, đạo diễn, biên đạo nhảy đều rất tuyệt vời. The Rock cơ bắp tỏ ra đầy chiêm nghiệm sau khi thưởng thức bộ phim. Anh nói, nhưng hãy ghi nhớ quê nhà luôn là nơi ta muốn về. Là một bộ phim được chuyển thể từ vở nhạc kịch đình đám Broadway với 4 giải Tony danh giá, In the Heights đã được mong chờ ngay từ khi những tin tức đầu tiên về dự án. Sau ngày khởi chiếu phải lùi lại gần 1 năm do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Vừa rồi là phần điểm nóng và từ khóa trong ngày. Để tiếp tục bản tin, Ngọc Nhi xin mời quý vị sẽ cùng đến với phần 2 điểm tin nhanh về tình hình thế giới trong vòng 24 giờ qua. Thưa quý vị, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin vừa qua nói với các nhà lập pháp rằng Trung Quốc muốn kiểm soát Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Và trong bối cảnh Mỹ-Trung không có đường dây nóng để đối thoại, thì ngay cả một sự cố nhỏ nhất cũng có thể thổi bùng căng thẳng cao trào. Mới đây, trước thềm cuộc họp chính thức của G7, lãnh đạo hai nước Mỹ-Anh cam kết sẽ theo đuổi đến cùng cuộc điều tra độc lập về nguồn gốc COVID-19. Khối EU cũng kêu gọi Trung Quốc để chuyên gia tiếp cận các địa điểm và thông tin quan trọng về khởi nguồn đại dịch. Vừa qua, Thủ tướng Boris Johnson đã ca ngợi chính quyền của tân Tổng thống Mỹ là một làn gió mới vì ông Biden muốn hợp tác với Anh trong hàng loạt vấn đề lớn về biến đổi khí hậu, đại dịch COVID-19 cho đến vấn đề an ninh. Ở một diễn biến khác, Nga vừa cho biết một tiêm kích của nước này đã chặn đầu máy bay do thám Mỹ ở Thái Bình Dương giữa lúc Nga đang tập trận hải quân lớn ở khu vực. Không quân Mỹ không khẳng định hay phủ nhận sự việc trên.
Thưa quý vị, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 11 tháng 6 đã chúc Tổng thống Biden may mắn và không buồn ngủ trong cuộc gặp sắp tới với người đồng cấp Nga Vladimir Putin ở Thụy Sĩ. Trước đó, theo ông Trump thường xuyên công kích về sự minh mẫn của chính trị gia đảng Dân Chủ. Cũng liên quan đến Nga, nước này sẽ tham gia cuộc tập trận chung với đồng minh Belarus mang tên Jabhat 2021 diễn ra từ ngày 10 đến ngày 16 tháng 9. Cuộc tập trận mô phỏng nhiều tình huống tấn công và phòng thủ, quy mô các đội hình đa dạng. Mới đây, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron kêu gọi NATO vạch rõ chiến lược ứng phó với Nga thay vì ưu tiên Trung Quốc. Tổng thống Pháp cho rằng Nga đã và đang thực hiện nhiều vụ xâm lược tấn công mạng và những hành vi đe dọa trên khắp châu Âu. Vừa qua, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin bày tỏ quan ngại sâu sắc khi hai tàu chiến Iran di chuyển ở Đại Tây Dương và hướng về Venezuela. Ông nhận định đây có thể là hai tàu chở vũ khí của Iran trang bị cho Venezuela, tạo ra nguy cơ leo thang căng thẳng ở Tây Bán Cầu. Thưa quý vị, Trung Quốc vừa tuyên bố nước này luôn tuân thủ nghiêm ngặt các điều luật của Tổ chức Thương mại Thế giới WTO sau khi Thủ tướng Úc kêu gọi tổ chức này cùng G7 trừng phạt Trung Quốc. Để biết thêm thông tin chi tiết, xin mời quý vị xem lại bản tin thời sự quốc tế phát sóng vào lúc 11 giờ trên kênh FBNC. Chuyển sang một số thông tin liên quan đến Biển Đông, ảnh vệ tinh do hãng Maxar chụp ngày 9 tháng 6 cho thấy một tàu trinh sát thuộc lớp Type 815G và hai máy bay quân sự Trung Quốc đã hiện diện trái phép ở khu vực đá chữ thập thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Trong khi đó, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao bà Lê Thị Thu Hằng khẳng định Đài Loan diễn tập bắn đạn thật ở vùng biển xung quanh đảo Ba Bình thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam là xâm phạm chủ quyền của Việt Nam, yêu cầu không tái diễn vi phạm. Tiếp tục là một số thông tin về dịch bệnh. Mới đây, Tổng thống Biden tuyên bố sẽ chia sẻ 500 triệu liều vaccine Pfizer cho những nước nghèo nhất thế giới mà không cần bất kỳ điều kiện nào để giúp toàn cầu chống lại đại dịch COVID-19. Tại Campuchia, sau một thời gian lắng dịu, tình hình dịch bệnh ở thủ đô Phnom Penh lại trở nên phức tạp và đầy lo lắng khi mới đây một ổ dịch đã được phát hiện tại một nhà máy, ước tính hơn 200 công nhân đã mắc bệnh. Thưa quý vị, tại bang Bihar của Ấn Độ đã xảy ra sơ sót là báo cáo thiếu 4.000 người bệnh tử vong vì COVID-19 vào tháng trước. Giới chức bang cho rằng việc giám sát lỏng lẻo ở các bệnh viện tư nhân chính là yếu tố gây ra sai phạm. Vừa qua, chính phủ Singapore và chính quyền đặc khu hành chính Hồng Kông thông báo sẽ xem xét kế hoạch thiết lập bong bóng du lịch trong tháng 7 tới. Singapore cho biết tình hình dịch bệnh tại nước này đã ổn định trong những tuần gần đây. Xin chuyển sang một số thông tin nóng khác. Tại Mỹ, một vụ nổ súng xảy ra tại một cửa hàng thuộc chuỗi siêu thị Publix ở bang Florida khiến ít nhất 3 người thiệt mạng, trong đó có hung thủ. Mới đây, người dân ở thành phố Sydney của Úc đã phải trải qua ngày lạnh kỷ lục trong vòng 37 năm qua khi nhiệt độ ghi nhận ở âm 10,3 độ C. Cảnh sát Ý thông báo vừa bắt giữ một nghi phạm có liên quan đến vụ 39 công dân Việt Nam thiệt mạng trong chiếc xe tải đông lạnh ở Anh vào năm 2019. Đối tượng tên Dragos Damian, 27 tuổi. Trong bảng xếp hạng của QS World University Rankings, mới đây, Trung Quốc có hai trường đại học nằm trong top hàng đầu thế giới là Đại học Thanh Hoa và Đại học Bắc Kinh. Còn bây giờ sẽ là một số thông tin kinh tế nổi bật. Thưa quý vị, mới đây đại diện thương mại Mỹ Catherine Tai đã trao đổi với quan chức Đài Loan John Deng về tầm quan trọng trong mối quan hệ thương mại và đầu tư song phương. Trước đó, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nói rằng hai bên có thể sớm đạt được một thỏa thuận khung. Theo khảo sát mới nhất của kênh truyền hình CNBC về các triệu phú, khoảng 60% cá nhân sở hữu từ 1 triệu đô trở lên ủng hộ việc đánh thuế tài sản đối với những người sở hữu tài sản có giá trị từ 10 triệu đô trở lên. Mới đây, người phát ngôn của Quỹ tiền tệ quốc tế IMF đã cảnh báo về những rủi ro khi sử dụng đồng tiền kỹ thuật số Bitcoin trong giao dịch hàng ngày sau khi El Salvador đã cho phép sử dụng đồng tiền này như tiền thật. Vừa qua, công ty thương mại hàng hóa Hinleon đăng kiện Deloitte vì đã không phát hiện những bất thường trong các báo cáo tài chính của Hinleon trong hơn một thập kỷ. Hinleon đã phá sản hồi năm 2020 với số nợ trên 3,5 tỷ đô. Vào ngày 10 tháng 6 vừa qua, Didi, ứng dụng gọi xe lớn nhất của Trung Quốc, đã nộp đơn xin niêm yết tại Mỹ. Với hành động này, Didi dự kiến có một trong những thương vụ IPO lớn nhất thế giới năm nay ở lĩnh vực công nghệ. Quý vị đang theo dõi điểm tin quốc tế và để giúp quý vị có những phút giây thư giãn, Ngọc Nhi xin mời quý vị sẽ cùng đến với phần cuối của bản tin giải trí cuối ngày. Archer Innovation vừa công bố chiếc taxi bay điện đầu tiên, Maker, trong một buổi ra mắt theo phong cách Tesla khi ngày càng nhiều nhà đầu tư và các công ty hàng không đổ xô vào phân khúc thị trường đầy sức hút này.
theo nhà đồng sáng lập và đồng giám đốc điều hành Brett Atwood. Maker dự kiến được tung ra thị trường vào năm 2024 tại Los và Miami, nhưng hiện vẫn đang trong quá trình xin giấy chứng nhận của Cục Hàng không Liên bang. Reuters cho biết, chiếc taxi đặc biệt này có thể bay với tốc độ 240 km/h trong khoảng cách 100 km, với mức phí khởi điểm là từ $3 đến $4 cho mỗi dặm. Ví dụ ở thành phố New York, chuyến đi 17 dặm tương đương 27 km từ sân bay quốc tế John Kennedy đến Manhattan sẽ có giá từ $50 đến $70 và mất khoảng 5 đến 7 phút so với 60 đến 90 phút trên ô tô. Những hình ảnh vừa rồi cũng đã khép lại điểm tin quốc tế. Xin kính chúc quý vị có một ngày cuối tuần thật vui vẻ và hẹn gặp lại quý vị ở những bản tin tiếp theo trên kênh FBC.